để qua một bên. Rồi bạn nào đây xin nhân gì? Xin nhân bánh. Xin nhân gì? Nhân bánh sơ. Xin nhân này xin nhân gì nè, nói mẹ nghe. Xin nhân nhện. À xin nhân nhện, chú ý thích xin nhân nhện nhất cho nên là mua cho chú hai cái xin nhân, hai cái mặt nạ. Đây là cái mặt nạ không có đèn, cái này là có đèn. Đây đẹp không? Và cái cuối cùng là siêu nhân gì đây? Nè, đuôi siêu nhân gì nè? Siêu nhân sắt. Iron Man. Siêu nhân sắt Iron Man nè các bạn. Siêu nhân siêu anh hùng khổng lồ xanh Hulk Man. Siêu nhân nhện Spider-Man. Giải cứu à? Nhân anh hùng giải cứu ghê không? À, chú ý thích nhất đó là Spider-Man siêu nhân nhện á, cho nên là mua tiền chúng thu cũng là siêu nhân nhện luôn. À, bây giờ cái này là nãy mẹ mở đèn rồi. Ơi, mẹ mở không lâu ạ. À, chú ý thích siêu nhân. Thứ gì là siêu nhân khổng lồ? Siêu nhân khổng lồ xanh. Đây giúp tay. Ngậu không? Ngậu không? Tay mày đeo cho. Đâu đâu làm sao đâu, siêu nhân khổng lồ xanh sao đâu. Ô trời ơi, đứng đây mọi người mới thấy con nè. Ô ghê quá, xích lên đây nè. Rồi siêu nhân khổng lồ xanh sao? Ô sao sao làm dữ rồi. Wow, ghê quá, ghê quá. Rồi sao nữa, sao nữa? Mình đeo vô, mình biểu diễn nha. Đeo. Nhân gì đó? Nhân nhỏ. Nhân nhỏ. Xin nhân này, xin nhân gì đây? Sắt. Sắt. Ừ, xin nhân sắt. Iron Man. Rồi, bây giờ à, mẹ sẽ cho chú một cái áo áo choàng nữa mới giống xin nhân. Rồi, xin nhân sắt của sao chú? Ủa quánh giỏi dữ ta. Ghê quá. Đi dài vòng cho mẹ coi coi. Ui quá trời. Ui trời trời ui trời. Nope. Mẹ sợ quá. Ui mẹ sợ quá. Coi siêu nhân đánh giỏi cho mẹ coi coi. Siêu nhân sắc sao, giải cứu sao. Trời ghê vậy. Xoay qua đây nè mẹ mới thấy. Siêu nhân đánh giỏi sao đâu. Trời quýnh mạnh lên cho quýnh nhẹ hiều vậy. Chưa tỉnh hả con? Chưa tỉnh ngủ hả? Ôi ghê quá. Ghê quá. Ghê quá. Ê ghê quá. Ghê quá. Con thích không? Con thích. Con thích. Trời ơi anh thích mấy cái mặt nạ này lắm á mọi người. Coi kiến kìa. Anh coi kiến kìa. Rồi chống lạnh lên để coi cô quay không. Siêu nhân. Rồi. Ồ siêu nhân đâu? Bay cho mẹ coi ơi. Ui ghê quá ghê quá. Trời ơi nó gượt mình luôn. Ghê quá. Rồi nó bay kìa. Rồi con bay xuống rồi. Rồi siêu nhân sao? Rồi giờ chán siêu nhân sắc chưa? Chán thì tạm biệt đi rồi đeo mặt nạ khác. Bye hả? Con nói đây, con nói bye bye đi. Bye. Vậy đeo mặt nạ khác nha. Siêu nhân nhện ơi. Ghê không? Ghê không? Ui, ghê quá. Sao? Bắn nhện gì ghê vậy? Ok, siêu nhân đâu quá. Siêu nhân nhện thì sao? Chú ơi, siêu nhân nhện thì sao? Phải làm sao? Ôi, trèo tường. Ghê không mọi người?
Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? U ghê quá, bắn liên tục luôn. Nó cứ nhìn như kiến hoài. U ghê quá. Trời ơi, bò nữa kìa. Cái ảnh kìa, cái ảnh kìa. Dạ chán chưa? Bây giờ tới siêu nhân siêu anh hùng ha. Đây. Ok. Mặt ngầu quá kìa. Các bạn ơi. Ngầu quá. Sao đâu siêu nhân siêu anh hùng sao đâu? Rồi, siêu nhân siêu anh hùng biểu diễn cho mẹ coi coi. Sao? Siêu anh hùng khổng lồ đi. Đâu làm cho mẹ coi coi làm sao. Hả? Trời ơi, bể đá luôn. Ghê vậy? Đâu làm lại mẹ coi coi. Ôi trời ơi, ghê quá. Wow. Rồi đánh vô đó luôn. Siêu anh hùng giải cứu đi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Làm sao, con làm sao? Ghê quá. Ghê quá. Rồi sao nữa? Ghê quá. Chơi thôi chứ mình không nên sử dụng nhiều nha các bạn.
xíu thôi tháo ra. Tại vì dù gì nó cũng là mặt nạ bằng nhựa, mà đeo lâu quá nó sẽ có cái hằn, cái vết lên trên mặt của bé không tốt ha. Thì nhìn chung thì nhựa này ba cái này chắc là nhựa của Việt Nam, tại vì làm không có bóng bẩy đó. Tương đối. Còn cái này thì chắc chắn là của Trung Quốc ha, có công nghệ nè, có gắn đèn nè. Cho nên là tại vì mình sưu tầm không có hàng Việt Nam có đèn. Mà cho dù để có đèn để hàng Việt Nam cũng là đồ Trung Quốc không các bạn ơi. Cho nên là chuối thì thích á, nên là mình mua mình cho bé nó chơi, nó trải nghiệm, nó hóa thân thành cái siêu nhân mà bé nó thích thôi. Chứ thật ra thì mình cũng không nên chơi nhiều nha. Thì video của hai mẹ con mình tới đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn đúng không? Nói đi. Tạm biệt các bạn. Các bạn hãy ấn like và subscribe cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ hai mẹ con mình nha. Xin chào. Chào nè, thấy không? Nó hằn lên trên trán của chuối rồi nè. Thật ra là dây thun này đó, nó lỏng, không có chặt lắm đâu, nhưng mà do là cái nhựa phía trong đây nè, khi mà mình mua về các bạn ơi, mình nhớ dán cái băng keo nhựa mà trong đó, dán lên trên những cái nốt sần ở trong đây nè, đổ nhựa, cái khung nhựa nó có những cái vết sần và nó mình sợ nó bén, nó hằn lên đây đau bé có thể là bị rách da đó, nên là mình đã dán keo hết rồi nè, đây nè. Sao các bạn có thấy không? Đây. Đó. Để nó không có bị cấn lên cái mặt của bé. Rồi. Để nó bị các bạn